Xin mến chào tất cả các bác, thì mời các bác đeo tai phone để các bác thẩm âm giúp em nhé. Hôm nay em ghép một cấu hình chỉ có một chiếc vang số, một đôi loa và một cục súp 50 các bác nhé. Các bác đợi chút để em hát thử cho các bác nghe xem, các bác nghe xem nó như thế nào các bác nhé. Với một bộ cấu hình như sau, các bác thấy là em đang bật 3 kênh và còn thừa một kênh. Đó là cái cục đẩy DC4800 bên em các bác nhé. Vẫn thừa một kênh, không biết dùng vào tác dụng gì đây. Thì một kênh này thì em đánh, hai kênh này thì em đánh cho bát 40 các bác nhé. Cộng thêm ca mấy em 1000. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đây, và link lên đây. Cả mấy em 1000, bên này cũng vậy. Các bác nhá, hai kênh đều gánh một đôi 40. Đấy, gánh một đôi 40 các bác nhá, và một đôi 25. Đấy, các bác có thể thấy. Và một cái này là đánh súp các bác nhá. Các bác đây là đánh súp các bác nhá. Đánh con 718 này, rất là uy lực luôn. Đấy, tiếng rất là lực, các bác đeo tai nghe các bác có thể nghe thấy. Và chỉ sử dụng một chiếc vang, chiếc vang K6000 các bác nhá. Con này thì cực kỳ hay rồi, echo rất là mềm mượt, tiếng cực kỳ sáng. Các bác đã nghe thử rồi đấy, em vừa hát. Vậy một bộ cấu hình như thế này các bác có thể chơi được những trong phòng nào? Với đáng lẽ là em ghép cái đôi đây các bác, đáng lẽ ghép đôi KMS1000 để đánh center. Đây, để anh center bên này để cho đủ, nhưng mà thôi, đằng nào ngại đấu nối các bác, thế là thôi ghép chung với bát 40 luôn. Thế là thành vẫn được một kênh. Một kênh này thì chúng ta có thể đánh được một đôi bát 30 nữa. Đấy, một bộ này thì chỉ cần có vang số, có cục đẩy và loa, thế là chúng ta có thể rất là hay. Các bác đã nghe âm thanh rất là hay rồi. Đấy, em không phải quảng cáo nhiều mà em đã hát cho các bác nghe rồi. Còn các bác muốn test lực của nhạc thì bây giờ em cũng sẽ test lực của nhạc cho các bác nghe nhá. Còn K6000 thì cực kỳ hay rồi.
xem là làm một ít nhạc remix cho các bác nhé. Nhạc tiết loa. Nhạc tiết loa đây. K6000 DC4800. Con này thì cực kỳ hay. Các bác có thể đeo tai nghe các bác nghe thôi nhá. Một con súp 718 các bác nhá. Súp 50. Đúng con này trong gia đình thì vô tư luôn. Rất nhiều bác đã lấy của em con 718 này rồi. Không ai chê được vì nó quá lực. Đây, các bác nghe. Đấy, các bác nghe thấy gì chưa? Cửa. Đây. Các bác nghe. Cửa đây các bác nhá. Đây là hàng trong đi trong ngày hôm nay. Đấy. Đấy, đây là chỉ có một mình súp các bác nhá. Cần quả súp này luôn. Đấy. Đấy, đây là tắt súp, mở này. Đấy. Miễn chê luôn các bác nhá. Vang số, một cục đẩy và loa súp, loa full vẫn thừa một kênh. Các bác có điều kiện thêm một chiếc mic không dây nữa thì nó tuyệt vời luôn. Cả 6000 cực kỳ hay. Rồi, các bác nghe thấy lực tương hỏi luôn. Với con cục đẩy này thì các bác có thể ghép thêm một đôi loa nữa thôi nhá. Có thể ghép thêm một đôi loa nữa vào đây. Rồi nha, ghép thêm một đôi loa nữa vào đây. Thoải mái một đôi 30 nữa các bác nhá. Đấy, rồi một video ngắn gọn như vậy thôi. Giới thiệu cho các bác đấy, rất là uy lực, rất là hay. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở những video clip lần sau. Những cái con cục đẩy 4 kênh này em thấy là rất hợp với gia đình. Hầu như là nó gánh toàn bộ các hệ thống loa. Ở đây xem nào, em có một đôi loa này, hai đôi loa này, ba đôi loa, bốn đôi loa, có thể gánh được toàn bộ loa ở đây các bác nhé. Toàn bộ loa ở đây luôn. Đấy. Riêng con đẩy này. Các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở những video clip lần sau.